Tòa Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh thông báo thánh lễ chuyển chức linh mục. Văn hạnh ngày 24 tháng 4 năm 2022. Thông báo thánh lễ chuyển chức linh mục lúc 7 giờ 30 ngày 12 tháng 5 năm 2022. Kính gửi quý đức cha, quý tu sĩ, chúng sinh và cộng đoàn dân Chúa giáo phận Hà Tĩnh. Văn phòng tòa giám mục vui mừng thông báo vào lúc 7 giờ 30 thứ năm ngày 12 tháng 5 năm 2022 tại nhà thờ chính tòa Văn Hạnh, đức cha Lối Nguyễn Anh Tuấn sẽ chuyển chức linh mục cho các phó tế có tên như sau. 1. Thầy Phêrô Nguyễn Văn Kỹ, sinh ngày 8 tháng 9 năm 1980, giáo xứ Kẻ Mùi. 2. Thầy Francisco Xavier Nguyễn Anh Tuấn, sinh ngày 29 tháng 9 năm 1979, giáo xứ Vũ Lộc. 3. Thầy Phêrô Nguyễn Ngọc Văn, sinh ngày 10 tháng 9 năm 1988, giáo xứ Hà Lợi. Văn phòng tòa giám mục hân hạnh kính mời quý đức cha, quý tu sĩ, chúng sinh cùng cộng đoàn dân Chúa về hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho giáo phận, nhất là cho các tiến chức được nhiều hồng ân Chúa trong sứ vụ mới. Nhờ lời truyền cầu của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng của giáo phận, xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta. Văn phòng tòa giám mục đã ký và đóng dấu linh mục Phêrô Nguyễn Đoài, chánh văn phòng.